Bánh mì bò nướng bơ Campuchia ăn ngán thấy bà luôn mà suốt ngày cứ lên TikTok khen hoài. Cái đó là người ta nói thôi chứ tôi mà một tuần không ăn một lần thôi là tôi thèm muốn chết rồi. Trời ơi, coi cái sốt bơ người ta chét lên bánh mì nè mọi người ơi, nhìn nó đã gì đâu luôn, nó cứ sóng sánh óng ánh. Cái tiệm bánh mì bò nướng bơ Campuchia này ở đường Cống Quỳnh là rất là nổi tiếng rồi nha. Tới chị Ninh Dương Lan Ngọc còn ghiền cái món này nữa mọi người. Trời ơi, ta nói phết quá trời bơ, nhìn đã không mắc gì đâu. Cái này là menu quán nha, còn không gian quán bên trong thì cũng khá là nhiều bàn, tuy nhiên là buổi tối nó sẽ hơi đông nha. Ở đây sẽ vừa có thịt bò nướng, thịt heo nướng luôn, một cây thì giá 14 cành. Ai thích ăn bơ nhiều giống tôi á là phải kêu thêm một chén bơ nha, giá là 5 cành một chén bơ. Cái này là bánh mì pate giá 13 cành, còn bánh mì bơ không á thì giá 8 cành. Đó, xong rồi mình kẹp thịt nướng vô ha, rồi mình chế thêm bơ lên trên. Trời, ta nói ăn nó béo ngậy nha mọi người. Về phần bơ của quán thì sẽ không có bị tanh mùi trứng nha, cái vị bơ thơm thơm ngọt ngọt giống như là bơ bông lan trứng muối vậy mọi người. Ăn thêm tí đồ chua vô cho đỡ ngán. Thịt nướng bên đây hơi bị ngon nha, rất là đậm đà luôn. Bánh mì thì được nướng nóng giòn ăn rất là ok luôn nha, mọi người có thể đến đây thử nha. Đến hôm nay mới biết buffet sushi ăn thả ga luôn. Xét kèo lên đồ đi liền với anh đối tác. Mình là một tín đồ mê ăn món Nhật nha, thích ngắm mấy anh đầu bếp phi lê cá hồi. Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Đây là không gian nhà hàng của Sushi in Sushi, ngay tầng 4 của Monayon. Mình thì mình thích chọn ăn buffet hơn là gọi món riêng, nên mình chọn luôn giá vé là 529k, được order món thả ga và không giới hạn. Đã chưa mọi người? Còn được dùng miễn phí quầy live và cũng món ăn kèm món cháy miệng nữa. Mà nhắc đến cái quầy live của nhà hàng thì phải gọi là xuất sắc nha, có rất là nhiều món mà mình thích luôn á. Mình ghiền salad với lại mì lạnh ở đây lắm. Lấy thêm vài món ở quầy live và nước uống nữa rồi ngồi bài bàn thôi. Đừng bỏ qua mấy em tempura ở đây nữa nha. Ăn buffet nhưng mà mọi người order và phiếu không giới hạn này nha, tránh cái tình trạng bỏ phí đồ ăn nên nhà hàng sẽ có phụ thu á. Gọi vừa đủ rồi có thể gọi tiếp nè. Mà nhà hàng có cái chương trình này hay lắm, có phạt thì cũng có thưởng, nhà sạch thì mát, bát sạch thì nhận quà. Có nghĩa là khách nào mà ăn sạch theo cái tiêu chí thì khách đó được tặng 5% hóa đơn, ghê chưa? Quay lại với cái bàn đồ ăn mà mình đã gọi, mình thích sushi nên mình order mỗi kiểu mỗi loại, nên bây giờ không nhớ nổi cái tên luôn, nhưng mà vị nào ra vị đó rất là hợp khẩu vị với mình. Mình thích buffet là vậy á, chọn hết cái này tới cái khác, đã tay đã mắt đã miệng. Sashimi tươi nha, để coi thì đẹp mắt, ăn thêm thì cứ tích vào giấy rồi sẽ được fill lên liền. Đây là bàn đồ ăn mà mình đã order lần thứ hai, lần này thì mình sẽ order thêm sashimi set khác, thêm một phần mì udon nóng hổi luôn, cũng không có bỏ qua được cái mì lạnh này ở ngoài la luôn á. Ăn nhiều salad và cái món ăn kèm để công bằng lại vị nha. Đó rồi mình cũng gọi thêm sushi nữa, lần này sẽ gọi tôm sốt Thái nữa nha mọi người. Trời ơi, sốt Thái ở đây ngon xỉu, đúng kiểu mấy món mình thích luôn, nên không kịp uống đũa xuống, cứ gấp tới gấp lui hơn 2 tiếng trong đây rồi mà chưa chịu về. Đây là trứng hấp mà mình được nhà hàng đem ra nè, vị lạ miệng lắm luôn á, mà phải ăn thiệt là nóng thì nó mới ngon. Lần này tới cái quà tráng miệng nữa rồi về. Quà tráng miệng ở đây thì đa dạng món lắm, trái cây, bánh ngọt, chè và kem. Giờ thì nó căng bụng rồi, về thôi. Quán sơ chiên ngon nhất quận 3 có cái nước sốt độc quyền không giống ai hết mọi người ơi, nhưng mà siêu ngon luôn, ăn một lần là dính luôn nha. Thấy cái chảo dầu là ưng cái bụng rồi nha mọi người, dầu rất là trong nha mọi người, không có bị đen, kêu tới đâu là chiên tới đó, bởi vậy nên là còn nóng hôi hổi giòn rụm luôn. Cái mà làm nên tên tuổi của quán là cái nước sốt độc quyền này nha mọi người, ăn một lần là ta nói nó ghiền. Một cái sơ chiên 7 cành gì nhồi quá trời nhân luôn, soi là tự ở nhà làm hết trơn, có máy móc đàng hoàng đó mọi người ơi. Một hộp gì 35 cành, 5 cái, mỗi cái 7 cành nha. Trời ơi, ta nói cái nào cái nấy là nhân đầy ụ luôn. Phần nhân là thịt được xào chung với lại mộc nhĩ hành tây nêm nếm gia vị vừa phải, rưới thêm cái sốt cay cay mặn mặn ngọt ngọt độc quyền của quán, ăn trời ta nói nó dính. Phần xôi được chiên vàng đều, cắn một cái là giòn rụm rơm rớp luôn. Mà tôi nghĩ nha mọi người, nên xin thêm sốt nha mọi người, chứ một hũ sốt vậy là ăn không có đủ đâu. Trời ta nói cái sốt này nó ghiền dữ lắm. Nếu như mọi người đi mua thì mình nên né cái buổi chiều ra nha, tại vì buổi chiều ở đây kẹt xe dữ lắm luôn. Ngoài ra thì quán còn có bán nước mứt tắc nữa nha mọi người, uống khá là ngon luôn nha. Tôi sẽ để địa chỉ ở đây nha, bán từ 10:30 sáng cho tới 10:00 tối nha mọi người.